Chào các bạn nhé, quay trở lại với kênh của mình nhé. Hôm nay quay cho các bạn cái vườn kiếm nhà mình nhé. Lâu lắm rồi mình không quay về chủ đề kiếm đó. Hôm nay ở nhà rảnh rỗi quay cho các bạn xem tí. Ra vườn à, chơi trong nhà cũng bí. Đây là cái dòng kiếm lô hội nhé các bạn. Lô hội mình có rất nhiều. Đây cũng là lô hội này. Trước mình đi rừng thì thấy cây nào đẹp đẹp thì mình lấy về một hai nhánh về để sưu tầm chơi thôi, cho nó xanh vườn. Nhìn cứ như tiên vũ. Đây mình vừa mới sưu tầm ở rừng được hơn tháng các bạn. Bản lá rất là to các bạn. Cái này là mình đi rừng xong là cái bản lá nó dài quá các bạn. Xong là chặng đường đi nó bị gãy. Này. Mình đo cho các bạn xem từ cái gốc này lên cái chỗ cắt này, chỗ cho cái giữa thân này. 60. Từ cái gốc này lên chỗ đoạn giữa giữa này là 70 phân rồi các bạn. 70 cm. Này trước thì mình đo nó có rơi vào tầm 1,5 m. Trong rừng vẫn còn nhiều các bạn. Nhưng mà mình đi rừng ấy thì sưu tập được một hai măng thôi. Một hai mầm nó lấy về làm giống xem hoa thế nào. Xem cây nó cây rất đẹp các bạn. Lá sông tôm sống. Mình sưu tầm được 3 tép. Để trồng lại để sang năm xem nó ra hoa như thế nào. Kép này nhỏ hơn các bạn. Bản lá khá là to rồi. Cái này nó bị gãy hết rồi các bạn. Mình cắt nó đi. Mình trồng đơn giản thôi, bằng đá 1-2 với ấy thôi. Ở dưới là một tí than với một tí bỏ thông. Còn ở trên thì mình cho tí đá 1-2 này. Khi nào nó sống thì mình cho tí phân dê với phân tần chậm thông minh. Đây, cái lá này to, lá rơi vào tầm 4 cm các bạn.
này chưa to đâu, nó lên tận trên nó to hơn, và là 5 cm thôi. Hội mình rất là nhiều các bạn ạ, rất nhiều. Mình tính tách ra nhưng mà lười quá các bạn, không có thời gian tách. Tách ra thì nó sẽ đẻ nhiều mầm hơn, nó sẽ nhìn một cái chậu to và đẹp hơn. Cái này nhìn nó khá đẹp các bạn. Bạn lá khá là to nhé. Chủ yếu là mình đi thấy cái cây nào đẹp đẹp thì mình lấy về sưu tầm về làm giống thôi. Rồi mình trồng vào cái củ có lúa này, này. Mình nghiêng rồi các bạn, cắm lại. Để này nó bị nghiêng rồi, gió để này nó đỡ. Bản lá rất đẹp các bạn. Đầy thế này. Củ rất là to các bạn nhé. Đây năm ngoái mình lấy về được một củ này, xong ra được một con này. Đang ra măng. Mình thì ít chăm sóc các bạn. Kiếm đa số là bỏ không. Cho thêm phân vào thì bỏ đấy. Chẳng thuốc thang gì, trồng đơn giản không cần cầu kỳ quá, vì mình cũng không ở nhà suốt, toàn đi làm cho nên là cũng ít thời gian chăm sóc. Lâu lâu về cho tí phân với phun một tí thuốc chống nấm chống niếc thôi, chứ còn bình thường chả phun thuốc gì cả. Mình xin dừng video tại đây nhá, gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nhé. Vườn mình chỉ như vậy thôi, quay sơ sơ cho các bạn xem